huyện Tiên Du kính chào quý khách. Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Tiên Du. Đỗ Sinh về với huyện Tiên Du vào tối ngày 28 tháng 8 2019 để làm chương trình cây cảnh nghệ thuật của Hội Sinh vật cảnh huyện Tiên Du tổ chức trưng bày triển lãm. Sáng nay 29 tháng 8 2019 tôi đã về với thị trấn Lim. Huyện Tiên Du tổ chức trưng bày cây cảnh nghệ thuật chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện Tiên Du. 20 năm qua huyện Tiên Du xây dựng và phát triển. Chúng ta đến với những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tại khu trưng bày triển lãm huyện Tiên Du. Khu trưng bày nằm ngay trên đường về với Hội Lim và sát với quốc lộ 1 cũ Bắc Ninh, Hà Nội. Số lượng cây cảnh ở đây đợt này rất nhiều và chất lượng cây cũng rất đều. Buổi sáng sớm chưa có các đại biểu đến dự khai mạc ngày hôm nay, chỉ có các anh bảo vệ. Tôi đã có mặt từ sáng sớm, bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Tôi tranh thủ đưa tải những hình ảnh cây cảnh nghệ thuật được trưng bày tại đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Sau đó đến giờ khai mạc, như ý kiến của các anh trong ban tổ chức, Đỗ Sinh sẽ dự triển lãm sinh vật cảnh kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tiên Du 1999-2019 và chia sẻ cái hình ảnh buổi khai mạc triển lãm sinh vật cảnh tại đây. Vâng, đây là hình ảnh trước giờ phút khai mạc. Đến cuốn video đầu tiên này, chúng ta cùng nhau thưởng thức ba tác phẩm trong số hàng chục tác phẩm của anh Xuyên được trưng bày tại triển lãm Lim. Như anh giới thiệu, đây là bộ ba Xanh Si Đa Đề, và bộ chơi Xanh Si Đa Đề là 4 cây Xanh Si Đa Đề. Chúng ta chia sẻ bộ tứ mà anh đã sưu tầm và sắp đặt như thế này. Cây xanh long của anh Nguyễn Hữu Xuyệt Lim. Chỉ có cái là không có số điện thoại ở trên danh thiếp, trên thẻ treo trên tác phẩm, cho nên cũng có cái phần hạn chế vì cái cầu nối giao lưu với chúng ta.
tiếp đến là tác phẩm Si. Đối với triển lãm tại Tiên Du tại Lim lần này thì chủ yếu đa phần những tác phẩm tầm nhỏ, cùng lắm có một vài cây tầm trung, còn lớn là không có. Mô hình trưng bày chủ yếu những cây để bàn. Tiếp đến là cây đa, một cây đa dáng làng, có cái phần thân cốt rất là đẹp. Bóng dáng tổng thể của cây đa rất đẹp về ngoại hình, kích thước, về cái dáng rất hay. Chúng ta đến với cây đề. Cây đề dáng siêu của anh Nguyễn Hữu Xuyền, thị trấn Lim. Đây là cây đề trắng. Bóng dáng phía ngược lại của cây đề. Tiếp theo chúng ta đến với tác phẩm Dưới Giáng Tùng, cũng của anh Nguyễn Hữu Xuyên.
tác phẩm Xanh bám đá. Tác phẩm Sam Hoa. Đúng độ cây sam đang trổ rất nhiều hoa. Chúng ta đến với một cây si. Cây si song siêu cũng của anh Nguyễn Hữu Xuyên. Tác phẩm Tùng La Hán. Và một tác phẩm đặc biệt Trà Phúc Kiện của anh Nguyễn Hữu Xuyên. Tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm Ruối. Thank you.
Và đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video tại đây để chúng ta chuyển những video tiếp theo đến với triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Tiên Du, được tổ chức tại thị trấn Lim, Bắc Ninh.